Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang xem chương trình Điểm Tin Phật Sự hàng ngày của kênh truyền hình Phật Sự Online TV. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2019, có những nội dung chính sau đây. Bình Dương, trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 4 và khai giảng khóa 5. Hà Nội, ngày tu bát quan trai tại chùa Bằng. Thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phụng Ân tổ chức chương trình Tết Trung thu vui hội rước đèn với chủ đề búp sen ngoan. Điện Biên, chùa Linh Quang trao quà cho học sinh nhân dịp năm học mới. Chương trình khảo sát và nghiên cứu chùa Việt Nam tại Lào, ngày làm việc cuối cùng tại tỉnh Luang Prabang. Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 9, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức phiên họp định kỳ hàng tháng nhằm báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong tháng qua và triển khai những công tác chuẩn bị trong thời gian tới của Phật giáo tỉnh nhà. Buổi họp mặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Chân Phát, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức các ban ngành chuyên trách và Ban trị sự chính huyện thị thành trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng trở về tham dự phiên họp. Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã đúc kết công tác tổ chức khóa an cư kiết hạ cho tăng ni trong toàn tỉnh, đồng thời triển khai những chương trình sinh hoạt trong thời gian tới của Phật giáo tỉnh nhà. Theo đó, Đại đức Thích Thiện Hưng, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo những công tác Phật sự trong những tháng vừa qua và chương trình kế hoạch cho công tác Phật sự sắp tới. Dịp này, Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự và các ban chuyên trách cùng nhau chia sẻ cũng như đóng góp ý kiến cho công tác Phật sự trong những tháng tiếp theo được thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 9 tháng 9, Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 4 và khai giảng khóa 5 tại Trung tâm Văn hóa Phật nhập Niết bàn, chùa Hội Khánh, số 29, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2019, Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 4 và khai giảng khóa 5 tại Trung tâm Văn hóa Phật nhập Niết bàn, chùa Hội Khánh, số 29, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phía Nam, Chư Tôn Đức các trường trung cấp Phật học của các tỉnh như Tây Ninh, Đà Nẵng cùng Chư Tôn Đức trong ban giám thị, ban giảng huấn, ông Huỳnh Phú Quý, Phó Ban dân vận tỉnh, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, các ban ngành liên quan trong tỉnh và toàn thể tăng ni sinh của khóa 4. Trong lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Phát, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương có đoạn: giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực, nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách của người học bằng những tác động có ý thức. Được biết, tổng số tăng ni sinh của khóa 4 đạt tốt nghiệp là 137 vị, đều theo học chương trình đào tạo trung cấp Phật học của Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, quy định gồm các nội điển và ngoại điển. Nội điển bao gồm kinh, luật, luận Phật giáo. Ngoại điển bao gồm Hán văn, Anh văn, Tin học, Văn học, Tín ngưỡng Việt Nam, Pháp luật nhà nước, Lịch sử, Văn bản hành chánh. Hiểu được ý nghĩa của việc giáo dục và lợi lạc cho mỗi tăng ni sinh, thì các khóa đào tạo vừa qua của trường Trung cấp Phật học Bình Dương với số lượng cao đã thi đậu vào Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh và thành tích tốt nhất so với các trường trung cấp Phật học trong khu vực. Được biết, tổng số tăng ni sinh của khóa 4 đạt tốt nghiệp là 137 vị, trong đó có 68 tăng sinh và 69 ni sinh. Để chúc mừng và khích lệ động viên cho toàn thể ban giám hiệu cùng các tăng ni sinh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tặng những lẵng hoa cho ban giám hiệu đã hoàn thành việc giáo dục tăng ni mà giáo hội đã giao phó, đặc biệt là tặng hai giấy khen cho tăng ni sinh là Thích Giác Nhu và Thích Nữ Liên Dung đã hoàn thành xuất sắc và thủ khoa của khóa học. Đại diện cho tăng ni sinh cũng dâng lời niệm ân đến Chư Tôn Hòa Thượng, Ban Giám Hiệu cùng chư vị giảng huấn trong thời gian qua đã hết lòng giảng dạy cho toàn thể tăng ni sinh có thêm kiến thức
trên bước đường tu học sắp tới. Thấy được sự thành công của việc giáo dục tăng ni, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương cũng cho phép trường Trung cấp Phật học Bình Dương khai giảng khóa năm niên khóa 2019-2022. Bằng lời đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã tán thán toàn thể ban lãnh đạo trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, ban giám thị, ban giảng huấn đã làm tốt công tác giáo dục cho tăng ni, từ đó là nền tảng cho mỗi tăng ni sinh vững thêm phần nào kiến thức trong quá trình tu học. Hòa thượng cũng đánh giá cao về chương trình đào tạo mà trường đã giảng dạy theo tinh thần chung của giáo hội và ban giáo dục tăng ni trung ương đã đề ra. Cuối buổi lễ, toàn thể tăng ni sinh nhận bằng chứng nhận trong niềm hoan hỷ, sau đó hồi hướng và hoàn mãn. Vào chiều ngày 6 tháng 9, tại chùa Chantaranse, đường Hoàng Sa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp đại học ngành dân học báo chí hệ vừa làm vừa học tuyển sinh đợt 1 năm 2019. Tham dự lễ khai giảng, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Đại diện nhà trường có Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Thu, Trưởng khoa Nhân học, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hà, Phó trưởng phòng đào tạo, Thạc sĩ Trần Tấn Đăng Long, Phó trưởng khoa Báo chí Truyền thông, cùng các vị học viên đã trúng tuyển hai ngành Nhân học và Báo chí đồng tham dự. Đại diện nhà trường, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hà phát biểu khai mạc và chúc mừng tân sinh viên hai ngành Nhân học và Báo chí. Bà đã bày tỏ niềm tri ân, sự quan tâm hỗ trợ của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Danh Lung. Thưa ý chỉ của Hòa thượng Chủ tịch, Hòa thượng Danh Lung ban đạo từ và sách tấn tăng ni sinh, sinh viên của hai ngành Nhân học và Báo chí. Do đó là cái ý cái này tôi nói ra những lời cho nên quý vị khuyên đó, khi mà chúng ta học, chúng ta nhìn và chúng ta theo dõi, khi chúng ta tốt thì chúng ta ra trường. Trước khi chúng ta giải quyết bất cứ một vấn đề thì chúng ta phải nhìn nhiều góc cạnh khác nhau và chúng ta phải đánh giá được cái sự kiện nó xảy ra như thế nào và chúng ta có những kết luận như thế nào. Còn nếu như mà chúng ta học, chúng ta chỉ nhìn ở một góc độ nào đó thì cái sự việc đó nó sẽ không đạt được đúng cái ý nghĩa, cái chính nghĩa của nó. Do vậy chúng tôi mong rằng toàn thể chúng tôi đức tăng ni là những tăng ni sinh và cũng như các em mà được trúng tuyển được khai giảng bài chuyện ngày hôm nay phải nói cố gắng vượt qua mọi cái khó khăn ở trước mắt của mình để chúng ta nắm bắt được, nắm lấy được những cái kiến thức rất là bổ ích cho chính bản thân của chúng ta. Còn đối với trong việc học tập, dù chúng ta học ở trường nào, có cái điều kiện như thế nào thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng chúng ta chỉ cần cái sự tinh tấn, dù chỉ một cúng ngón tay mà thôi sẽ đạt được kết quả. Như vậy Đức Phật không đề cập đến là chúng ta học ở cái trong phòng học phải có máy lạnh, phải có ánh sáng đầy đủ, có bao nhiêu vân, mà phải căn cứ vào cái tính kiên trì của con người. Đức Phật không nói về người nghèo hay người giàu. Người nghèo học giỏi, Đức Phật là người giàu học giỏi, mà người nghèo học dở, Đức Phật không đề cập cái điều đó. Mà cái đề cập đến là cái gì? Cái sự phấn đấu, cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn của con người. Nếu như con người của chúng ta mà tinh tấn và cố gắng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Vậy chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những cái nhu cầu về mặt phòng học cho được tốt hơn. Mong quý vị gặt hái được cái việc học tập tốt đẹp. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, chúng ta đang trong những nhà trường và các khoa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi. Tôi kết hợp chặt chẽ với nhà chùa, với giáo hội để tạo điều kiện mở được cái lớp học cho các nhân viên cũng như các em chỉ diễn ở đây. Cũng mong rằng tiếp theo thì các khoa cũng như trường khoa hội và nhân văn tiếp tục tôi kết hợp với nhà chùa, với giáo hội tiếp tục mở những các lớp học, những cái ngành tiếp theo để giúp cho cái biển đạo của đời của tư chính là phục vụ xã hội trên của chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Và cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý thầy cô cũng như các vị học viên, sinh viên cũng như tăng ni sinh được dồi dào sức khỏe, học hành tiến bộ. Xin cảm ơn. Sau đó lãnh đạo hai khoa Nhân học và Báo chí trao đổi với tân sinh viên về chương trình học cùng một số quy chế học vụ. Theo đại diện nhà trường, mỗi năm hai đợt, trường sẽ tổ chức tuyển sinh hai ngành báo chí và nhân học. Các lớp này sẽ được đặt tại cơ sở chùa Minh Đạo, 12/3 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, và chùa Kanjaranshi,
164-235 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3. Được biết, Trường Khoa học Xã hội Nhân văn đã thông báo tuyển sinh đợt 2. Địa điểm phát và nhận hồ sơ tại chùa Kanya Ranchi, số 164-235 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3. Vừa qua vào ngày 6 tháng 9, Trường Hạ Chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ tạ Pháp An Cư Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Tham dự và chứng minh có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Viện chủ kiêm hóa chủ Trường Hạ. Đại Đức Thích Đạo Quảng, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Chánh Duy Na Hạ Trường, cùng Chư Tôn Đức Ban Chức sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni Hành giả An cư, quý nam nữ Phật tử đồng tham dự. Trong suốt 3 tháng cấm túc an cư, các hành giả hạ trường chùa Phù Liễn luôn tuân thủ thời khóa công phu hành trì tụng kinh, sám hối, niệm Phật, chấp hành nghiêm túc nội quy của hạ trường đưa ra. Theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong mỗi thời pháp thoại, tất cả hành giả an cư đều vân tập đông đủ để lắng nghe, học hỏi, rút kinh nghiệm. Có như vậy, sau mùa an cư, ngoài tăng trưởng đạo lực nội tâm thì chư vị hành giả an cư cũng được tô bồi thêm kiến thức và kỹ năng hoằng pháp. Vào ngày 29 tháng 8, tỉnh xá Ngọc Thuận, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, cài hoa hồng và dâng cúng pháp y ca sa. Quan làm chứng minh có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Tâm Từ, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh và thị xã Thuận An, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có lời đạo từ tới toàn thể đại chúng. Hòa Thượng nhấn mạnh, tháng 7 về khắp nơi trang nghiêm thành kính cử hành đại lễ Vu Lan, không ngoài mong muốn khơi gợi lại tình yêu thương của chúng ta dành cho cha mẹ, mở lối cho chúng ta quay về nương tựa trong tình yêu thương vô bờ bến. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành một ngày lễ mang đậm nét nhân văn, giáo dục cho thế hệ tương lai, biết đền ơn đáp nghĩa, sống có đạo lý, uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phồn vinh và tốt đẹp. Vào ngày 8 tháng 9, chùa Bằng, tức là chùa Linh Tiên Tự, số 63 Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đã long trọng tổ chức ngày tu bát quan trai thường kỳ của đạo tràng, chủ nhật của tuần thứ hai hàng tháng âm lịch. Ngày 8 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi, đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng Linh Tiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì chùa Bằng Linh Tiên Tự, đã làm lễ niêm hương bạch Phật và đăng đàn truyền giới cho hành giả tu tập bát quan trai giới trong ngày tu này. Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia, áp dụng cho một ngày một đêm. Chữ quan là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ trai nghĩa là khi đã qua giờ ngọ 12 giờ trưa không được ăn nữa. Vậy, bát quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Hôm nay ngày tu tập, các vị hãy học hành từ bi của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, trì trai mà giữ giới, giữ 7 điều giới rồi. Nhưng mà giữ điều trai, không ăn phi thời và cố gắng là tối nay nếu các vị có về nhà, cho thậm chí đến sáng mai, hãy ăn chay để trọn vẹn là trai và giới trong ngày tu tập. Giới thứ 8, không ăn phi thời. Sau khi được trao truyền bắt quan trai giới, toàn thể đại chúng đã trí thành trí kính, tụng bản kinh Pháp Hoa quyển thứ 6 và kinh Dược Sư dưới sự chủ lễ của Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự. Đầu giờ chiều, Hòa Thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm pháp tòa và có thời thuyết giảng cho toàn thể hành giả tu tập bát quan trai giới tại Chùa Bằng với chủ đề 4 điều căn bản để tạo nên phúc đức. Đó là, thứ nhất, người Phật tử phải có nhận thức rõ ràng, sử dụng đồng tiền một cách hợp lý bởi đồng tiền luôn có hai mặt lợi và hại. Thứ hai, sống luôn phải có tình yêu thương. Thứ ba, có hận thù thì đừng ghi nhớ. Thứ tư, có tức giận đừng để trong lòng.
Trong không khí trang nghiêm, các hành giả tu tập đã phát nguyện trước Tam Bảo, nguyện tinh tiến tu tập, giữ gìn giới luật trọn vẹn để tăng trưởng phúc báo cho mình và nguyện cho tha nhân khắp cõi Sa Bà sớm biết tới niềm an vui trong Phật Pháp. Vào ngày 7 tháng 9, tại Nhất Nguyên Bửu Tự, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm trọng thể khai hóa niệm Phật Bách Nhật Trì Danh. Đây là khóa tu kinh hành, trì danh truyền thống lần thứ 54, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 16 tháng 11 năm Kỷ Hợi, của Môn Phong, Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, do Hòa Thượng Tôn Sư Thiện Phước, Nhật Ý khai sáng, và nối tiếp tinh thần Bách Nhật Trì Danh của Hòa Thượng Thích Khánh Anh tại Phật Học Đường Lưỡng Xuyên, Phật Học Đường Nam Việt. Buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Ban Tổ chức Khóa tu, Hòa Thượng Thích Từ Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, và Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni Viện Chủ, trụ trì hơn 100 ngôi tự viện đồng về tham dự. Đây là khóa tu niệm Phật rất đặc biệt, diễn ra suốt cả ngày. Niệm Phật không ngừng trong vòng 100 ngày. Mỗi thời niệm là 2 giờ, sau đó Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử luân phiên nhau trong suốt khóa lễ miên mật hành trì, nhiếp tâm, nhiếp niệm, hướng tâm về Phật, niệm niệm nối luôn không ngừng nghỉ. Nếu hành giả nào giữ tâm chánh niệm thuần tịnh chuyên nhất, nhất định sau khóa niệm Phật 100 ngày sẽ có được sự chuyển hóa từ nội tâm. Hòa chung niềm vui với các em thiếu nhi cả nước vui đón Tết Trung Thu. Đêm qua ngày 8 tháng 9, tại chùa Phụng Ân, ấp 11A, xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ hội vui hội rước đèn cho các trẻ em vùng sâu, vùng xa để các em có một cái Tết Trung Thu trọn vẹn và ý nghĩa. Đến dự đêm hội có sư cô Thích Nữ Giới Tánh chủ trì chùa Phụng Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức, ông Đào Văn Thắng, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đông đảo đại biểu quý phụ huynh và các em học sinh. Đêm hội diễn ra trong không khí vui tươi và tràn ngập tiếng cười của các em thiếu nhi. Qua chương trình, sư cô Thích Nữ Giới Tánh đã nhắn gửi đến các em hãy là những búp sen hồng tươi thắm và là những hạt giống rạng ngời hôm nay. Sư cô Thích Nữ Giới Tánh hy vọng các em học sinh hãy tiếp bước thế hệ đi trước, trở thành con ngoan trò giỏi để đền đáp công ơn cha mẹ, dựng xây quê hương đất nước, cùng đưa nền văn hóa Việt Nam đến với các nước bạn trên thế giới. Cuối chương trình, sư cô Thích Nữ Giới Tánh và các đại biểu đã phát quà Trung Thu đến tận tay tất cả các em trong niềm hân hoan. Sư cô cũng phát 10 phần học bổng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em đã vượt khó vươn lên trong học tập. Vào chiều tối ngày 6 tháng 9, Phân ban Thiếu nhi Phật tử Trung ương thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân ban Hoằng Pháp Thanh Thiếu nhi thuộc Ban Hoằng Pháp Trung ương phối hợp với chùa quê hương xã Phú Đức, huyện Tam Đông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chương trình Trung Thu với chủ đề Tết Đoàn Viên và trao tặng 1.200 phần quà Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi. Quan làm chứng minh có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Tháp, Đại Đức Thích Phước Huệ, Phó Thường trực Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử Trung ương, Phó Trưởng Phân Ban Hoằng Pháp Thanh Thiếu Niên Trung ương, trụ trì chùa quê hương, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh huyện, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện, quý Phật tử, các nhà hảo tâm đồng tham dự. Với mong muốn mang đến cho tất cả các em thiếu nhi có một mùa Trung Thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa, ban tổ chức đã tái hiện lại những ký ức tuổi thơ với các trò chơi dân gian. Các em nhỏ được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích về chú cuội, chị Hằng, được tham gia rước đèn ông sao phá cổ Trung Thu, ấm áp và vui tươi dưới sự điều phối của sư cô Thích Nữ Như Nhân, Ủy viên Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử Trung ương. Ngoài ra, các em còn được tham gia buổi thiền trà tọa đàm với chủ đề Tết Đoàn Viên hay còn gọi là Gia đình Đoàn Viên, nói về tình cảm gia đình, sự đoàn kết yêu thương giữa người thân, đồng nghiệp, bạn bè, huynh đệ tròn đầy trong cuộc sống hiện nay. Được sự chỉ đạo từ Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, vừa qua, Thường trực Ban Trị sự tỉnh Điện Biên đã có chuyến đi khai giảng tại các điểm trường. Vào ngày 5 tháng 9, nhân lễ khai giảng năm học mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, Chùa Linh Quang, trụ sở Ban Trị sự, Đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đã tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, đoàn từ thiện chùa Linh Quang đã đến tham dự lễ khai giảng và trao quà tại các điểm trường nằm trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Cụ thể, tại điểm trường Trung học phổ thông Thanh Nưa, thầy Thích Nhuận Thanh, ủy viên thường trực kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã đến dự và tặng học bổng cho các em học sinh của trường.
Tại đây, thầy đã trao 200 áo khoác đồng phục, 200 kem đánh răng, 200 khăn mặt và 20 triệu tiền thiết bị học tập. Điểm trường thứ hai là trường tiểu học xã Thanh Nưa. Đến dự buổi khai giảng, thầy Thích Đức Xuân đã tặng 5 triệu đồng học bổng cho học sinh của trường. Điểm trường thứ ba là trường trung học cơ sở Thanh Nưa. Tại đây, thầy Thích Đức Thành cũng đã thay mặt chư tôn đức chùa Linh Quang đến tham dự, động viên các em học sinh cố gắng học tập thật tốt trong năm học mới và trao tận tay các em những suất học bổng khích lệ tinh thần học tập. Tại điểm trường thứ tư là trường tiểu học Hoàng Văn Nô, xã Tà Lèng, cư sĩ Quang Minh, Chánh văn phòng Ban trị sự tỉnh Điện Biên đã đến tham dự khai giảng và tặng các em học sinh 140 quần vải, áo sơ mi, áo khoác đồng phục và chuẩn bị bữa ăn nhanh cho các em. Ở điểm trường còn lại, chùa Linh Quang đã trao 70 cặp sách, 40 bộ quần áo. Được biết, tổng chi phí cho đợt trao quà lần này là hơn 100 triệu đồng. Liên tiếp 3 ngày 4, 5, 6 tháng 9 năm 2019, Hội Từ Thiện Chùa Long Hòa kết hợp với Hội Từ Thiện Nhất Tâm Hoa Kỳ đã tổ chức khánh thành và bàn giao 5 cây cầu giao thông nông thôn ở 3 tỉnh, tỉnh Bến Tre, xã An Nhơn, huyện Thành Phú 2 cây, tỉnh Trà Vinh ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành 1 cây, xã Đông Châu, huyện Duyên Hải 1 cây và tỉnh Bạc Liêu ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai 1 cây. Mỗi cây cầu có chiều dài từ 28m đến 38m, chiều rộng từ 2,2m đến 2,5m. Tại các điểm khánh thành và bàn giao cầu, hội đã chung tay trao tặng thêm 235 phần quà cho các em học sinh và tặng 5 giếng nước bơm tay cho các hộ gia đình đang thiếu nước sạch sinh hoạt. Tổng kinh phí xây dựng 5 cây cầu và 5 giếng nước bơm tay là 563 triệu đồng. Vào sáng ngày 5 tháng 9, chùa Phước Hòa, phường 2, thành phố Trà Vinh cùng với các nhà mạnh thường quân đã đến tặng quà cho các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới tại hai trường, trường tiểu học Võ Thị Sáu, ấp Long Trị và trường Lê Anh Xuân, ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Đến tham dự buổi phát quà của hai điểm trường có Đại đức Thích Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, cùng các vị đại diện chính quyền địa phương sở tại, các mạnh thường quân, đại diện phụ huynh và 400 em học sinh đồng tham dự. Dịp này, tập thể 400 em học sinh nơi đây đã được nhận 400 phần quà, gồm có tập vở, viết và 200 bì thư tiền mặt, mỗi bì thư là 50.000 đồng, dành riêng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí cho những phần quà là 28 triệu đồng. Ngoài ra, đại diện hãng Honda cũng đã trao tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh nhân ngày tụ trường này. Được biết trước đó, vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, hội cũng đã đến ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để trao tận tay các em học sinh nghèo tại địa phương 30 phần quà. Mỗi phần quà gồm 20 quyển tập, 100 trang, 5 cây bút cùng 50.000 đồng tiền mặt. Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2019, Chư Tôn Đức Ban Thường Trực, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Chợ Lách đã tiến hành lễ khởi công động thổ, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo. Ông Lâm Văn Bé On, sinh năm 1952, cư ngụ tại tổ 6, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Quan Lâm và chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Giác Tạng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Chợ Lách, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường Trực, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Chợ Lách, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo bà con địa phương đồng tham dự. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo là chủ trương của Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Lách với ý nghĩa thể hiện lòng từ bi, cứu khổ ban vui của Phật giáo, đồng thời thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người nghèo đạt được ước mơ có ngôi nhà mới kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2019, nhóm đồng hành gồm Đại học Sài Gòn và bạn bè thân hữu của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phối hợp cùng báo Khăn Quàng Đỏ đã tổ chức chương trình Trung Thu Mơ Ước lần thứ 15 dành cho các em bệnh nhi, bệnh nan y có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị nội trú tại hai bệnh viện nhi đồng của thành phố với mong muốn đem đến cho các em một mùa trăng đầy ý nghĩa. Đại diện đoàn tham dự đêm hội có bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Trẻ em thành phố, bà Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện phía Đại học Sài Gòn, Bệnh viện Nhi đồng và báo Khăn Quàng Đỏ. Trong không khí ấm áp vui tươi, các em đã được các cô chú trong đoàn và các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn các em tự tay làm những chiếc đèn lồng xinh xắn cho mình để chuẩn bị bước vào đêm hội. Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhắc nhở, động viên các bé uống thuốc đều đặn để mau khỏi bệnh, cố gắng học thật giỏi, thật chăm ngoan. Đồng thời bà cũng động viên gia đình và các bé chưa đi học phải cố gắng tạo điều kiện cho các bé đến trường. Các em vô cùng thích thú với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn. Trước khi ra về, đoàn cũng đã trao 150 phần quà cho 150 bé,
Mỗi phần quà gồm các bao lì xì của các mạnh thường quân trị giá 1.500.000 đồng, một thùng cháo, một thùng nước suối, bánh trung thu, bánh kẹo khác. Ngoài ra còn có 10 phần thưởng động viên cho 10 em nhỏ vượt khó học tốt trong năm học vừa qua, mỗi phần thưởng trị giá 500.000 đồng. Được biết, chương trình Trung Thu Mơ Ước được nhóm đồng hành Đại học Sài Gòn và bạn bè thân hữu của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng với báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức trong nhiều năm qua nhằm mang lại một mùa trung thu ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự do phóng viên Phật sự Online ghi nhận tại Lào. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, đại diện Liên minh Trung ương Phật giáo Lào, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và đại diện các ban ngành chính phủ hai nước Việt Nam, Lào tại tỉnh Luang Prabang trong chương trình khảo sát và nghiên cứu các ngôi chùa Việt Nam tại Lào. Sau một tuần làm việc qua 5 tỉnh thành khác nhau của đất nước Lào như thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh Tha Khẹt, Savannakhet, Bắc Xé và Luang Prabang, hình ảnh về những ngôi chùa Việt Nam, những tấm lòng mộ đạo và văn hóa tín ngưỡng Phật Pháp của các Phật tử kiều bào Việt Nam nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đặc biệt, trong ngày làm việc cuối, đoàn cũng đã vinh dự đón chào Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từ Việt Nam sang thành phố Luang Prabang để cùng hội kiến phái đoàn trên đất nước Lào. Đây làm trụ trì và cho đến tận ngày nay. Thì từ đó đến nay như vậy là vừa đầy 60 năm. Thì thầy trước khi mà được vào tu đây thì có đi nghe các cụ thuyết pháp. Thì mới tín ngưỡng này mới bắt đầu xin vào xuất gia ở tại chùa đây. Từ năm 62 đến nay, ngôi chùa này hồi xưa đến nay thì của người Lào trước thì họ thường quen đi rồi. Thì sau đó thì họ cũng vẫn đến lễ bái thường xuyên, vì thế cho nên thầy mới học hỏi cả bên Phật giáo bên nước Lào nữa để mà độ cho những các bà con người Lào nữa. Thì bên như vậy là mỗi khi mà nhà chùa ta có việc như vậy là mình làm cả hai bên, cả Việt Nam và cả bên Lào đều được đầy đủ hết tất cả các nghi lễ. Thì thầy vẫn duy trì như thế. Thì từ đến nay thì thầy cũng dạ cũng có tuổi cũng hơi yếu rồi, thì cũng sợ là sau này thì cũng không có người mà để thay đổi, thì cũng lo cái chỗ này. Báo cáo với Phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban viện và đại diện các ban ngành chính phủ hai nước Việt Nam, Lào, Hòa Thượng trụ trì còn cho biết, đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh dành cho cộng đồng kiều bào Việt Nam, mà cả cộng đồng người dân Lào bản địa cũng thường xuyên tới đây để sinh hoạt Phật Pháp. Những dấu ấn mà chùa Phật Tích đã để lại, đó là một nét độc đáo hiếm có khi sự giao thoa Phật giáo giữa hai nước Việt Nam, Lào được thể hiện rõ qua hình ảnh gần 500 kiều bào Việt Nam cùng với người dân bản địa Lào về tu tập chung trong một mái chùa. Ngôi chùa Phật Tích Luang Prabang thì nằm bên dòng sông Mekong, có thể nói là một ngôi chùa rất đặc biệt nằm trong cái thành phố mà đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thì đây cũng như là một cái di tích, một cái biểu tượng của cái tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các bộ tộc Lào anh em. Một cái tình hữu nghị mà chúng ta được biết là được coi là một cái tình hữu nghị rất đặc biệt, vĩ đại và đã được bồi đắp qua nhiều các thế hệ, trải qua những cái thăng trầm của lịch sử. Thì trong đó chúng ta nhận thấy Phật giáo chính là cái cầu nối
thắt chặt là cái chất keo, thắt chặt cái tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào anh em trên cái nền tảng xây dựng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Xuân Phô Lý Hàn. Thì Phật giáo ngày nay, thì mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào, giữa Chư Tăng Việt Nam và Chư Tăng Lào chính là để làm sâu sắc hơn, làm thắt chặt hơn nữa cái tình hữu nghị đặc biệt này. Hòa thượng Thích Đức Thiện cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu về giá trị văn hóa tâm linh, về sự giao thoa, kết nối bền chặt của Phật giáo hai nước qua hình ảnh về công tác hoằng pháp tại chùa Phật Tích. Hòa thượng cũng nhấn mạnh về định hướng phát triển đối với các ngôi chùa Việt Nam trên đất nước Lào, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng Phật tử người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lắng nghe được những cái nguyện vọng từ chính các vị trụ trì và của cộng đồng Phật tử đều mong muốn có cái sự quan tâm, có cái sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giúp đỡ về mặt để làm sao đó có người thừa kế gìn giữ cái truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam, giúp đỡ cho cộng đồng bà con người Việt Nam đang sinh sống ở đây gìn giữ cái truyền thống văn hóa của mình và đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh và tín ngưỡng theo truyền thống Việt Nam. Kết thúc hành trình khảo sát và nghiên cứu các ngôi chùa Việt Nam tại Lào, Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm và khảo sát 13 ngôi chùa thuộc 5 tỉnh thành khác nhau gồm chùa Bàn Long, chùa Phật Tích, tỉnh xá Ngọc Tâm, chùa Đại Nguyện tại thành phố Viên Chăn, chùa Bồ Đề tỉnh Khăm Muộn, chùa Pháp Hoa, chùa Diệu Giác, chùa Bảo Quang tỉnh Sa Văn Na Khẹt, chùa Trang Nghiêm, chùa Long Vân, chùa Kim Sơn, chùa Thanh Quang tỉnh Bắc Xế và chùa Phật Tích tại tỉnh Luông Pha Băng. Chuyến đi đã mang lại nhiều kết quả Phật sự ngoài mong đợi, nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức hội thảo khoa học, sự hình thành và phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào sẽ được diễn ra vào tháng 10 tới. Và điều quan trọng đó là cộng đồng Phật tử Việt Nam trên đất nước bạn Lào từ đây đã có thể đón nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm sâu sắc từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Lào cùng với các cơ quan ban ngành chính phủ hai đất nước Việt Nam và Lào. Thưa quý vị, chương trình Điểm tin hàng ngày của kênh truyền hình Phật sự Online TV xin được kết thúc tại đây. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.